điện nó còn giật đó, nó còn điện ông điện ông cầm cái thẻ ông biết là người điện nó mở ra đó điện nó còn mà cái vỗ lãi hả? Cái ở dưới nó trôi dài lên rồi thằng đò dưới ông chồng tôi cũng đóng đinh ở trên cái nóc nhà thấy cái vỏ mà không có ngừ. Dạ. Rồi cái kêu ra bơi ra vòng vô. Dạ. Mà còn hết trơn à, còn máy móc à, còn điện đồ hết trơn à. Còn bộ đồ nghề ha. Còn đồ nghề hết trơn à. Dạ. Lúc đó mấy giờ cô? Hừng sáng. Đâu có 6 giờ. 6 giờ sáng rồi chú mới kéo cái xuồng vô. Mấy thằng đò kêu kéo cái xuồng cái vỏ vô. Dạ trời ơi. Bây giờ là người nhà đang đi tìm kiếm nè. Này nó giật nè, ông xịt rồi nó giật. Dạ. Dạ ta đi ngược lại cái gì kìa. Cái này không biết ra chết ở đâu nữa. Biết cái vỏ đã dưới châu lên tới đây không? Trời ơi. Nhà trong gần đăng ở trong đó ra đây cả chục cái số. Thuộc ấp nào cô? Đâu trong Vĩnh Nhận, Vĩnh Lợi gì trong ấp ha. Ấp này thì nó ở Vĩnh Lợi. Dạ. Còn cái thằng chết này. Giờ đi ra chưa khỏi, bà Điệp tôi chết rồi, cái xuồng ở cái chỗ nào đi trong bờ đổ ra cái đổ cái chỗ đó đó. Dạ, nhà của bác Ba Điệp đó ở đâu bà hai? Hả? Nhà của chú Ba Điệp đó ở đâu? Đây. Rồi ổng có dưới sông mà. Dạ. Ổng có nhà ông ba ông mấy thằng bà ổng nhậu buồn sáng giờ. Nhờ ổng mấy chú để tổng ra hả? Dạ. Có biết đâu. Tôi bên chị dâu hả? Em chuẩn bị đang đi tìm anh hay gì con? Tìm nè. Gia đình mình hay lúc mấy giờ? Chín giờ hay rồi tối lên đây là. Dạ. Và ta vớt chiếc xuồng là 6 giờ. Dạ. Chưa tìm được anh. Đi hai đâu? Chưa. Dạ. Đi hai đâu? Chị hai chưa lội nữa. Chưa lội. Con gái đi. Đi chị. Tại vì ông nói là nước của em mình đó, tại vì nước của tôi nó cho ngược lên hả chị? Tâm ơi, con con gãy nó được cũng được, nó Tâm luôn. Anh tên gì để có gì? Ngô Ngọc Hảo. Ngô Ngọc Hảo. Chị dâu. Anh đi làm lúc mấy giờ anh đi? Thường thường là vợ nó 5 giờ chiều nó về rồi, mà 5 giờ sáng, rồi 5 giờ sáng không thấy về. Rồi nó điện hoài điện không được. Cái điện thoại bỏ trên thùng luôn. Trời ơi. Mà cái xiệc đang chạy nữa. Dạ. Tí ơi, không mấy đem lên nhà của mà giờ xe đem về. Chị Tư nè con. Rộng chỗ lắm, đáng rộng. Dạ. 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 Dạ có. Đi nha. Chị có một quẹt. Mấy chàng nó cầm một quẹt à. Chỗ chú nó chỉ. Đi tới nơi mới được. Dạ, 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 nhớ rồi, con nhớ rồi. Có mấy kêu điện tới.
chờ người nhà đang tìm kiếm. Ảnh đâu vợ, vợ anh đâu? Đội nón hả? Trời ơi trời. Rồi ba đứa con. Ảnh khó khăn không? Gia đình có khó khăn hả? Gia đình ảnh có khó khăn không? Cô là hàng xóm hả? Hàng xóm luôn. Giờ vợ của ảnh đang đội nón bảo hiểm, chắc là tội nghiệp nha cả nhà. Ảnh có hai người con hả con? Ba đứa con luôn. Quá đông rồi, đi ít thôi. Chiếc xuồng nhỏ xíu à. Thôi người ta. Giờ đang đi tìm nha cả nhà. Trên xuồng có chị dâu, có vợ của nạn nhân. Người hỏi đi xa không? Xa thì đảo lại, ở gần gần đảo kia đảo lại. Giờ cô đang nguyện đấy. Tám ơi đốt xe đi ta. Đưa tám đốt xe đi chàng. Người nhà đang bơi xuồng ra sông để cúng cả nhà. Rất là thương tâm luôn. Ông nói không có đâu xa hết trơn, ông nói tự mặt dân chở ra đây nè. À dạ. Ông nói giờ mình xuống mình gái là kiếm được à. Cô là làm sao với ảnh? Chị ruột. Dạ. Đi coi thầy, ông đó coi coi giùm đó chứ ông. Ở đây nước có chảy nhiều không chị? Nước tôi nó xong rồi đó, giờ tôi mới đi lần đầu tiên. Trời ơi. Tới đâu rồi xa không? Đảo, đảo lại nhà. Ở đây là thuộc ở đây là thuộc bến đò Gò Gòn, Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng chiếc xuồng là trôi trên đây nè. Dạ. À, chị nãy mình không có lấy cái gối ảnh nằm á. Đi ra điện về nhà lấy rồi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì vụ việc thương tâm. Người đàn ông 38 tuổi thì đi hành nghề vớt cá. Thì thường ngày thì 5 giờ chiều là đỡ về. Thì chiều hôm qua anh không về, cho đến nay thì buổi sáng người dân phát hiện cái chiếc xuồng của anh. Thì bây giờ người nhà mới bàng hoàng chạy lên để ra ngoài đó để cúng. Mong là không có chuyện xui rủi gì xảy ra. Sự tốt lành cho đến với gia đình. Người dân đứng tìm rất là đông. Là bà con dòng họ. Thì một câu chuyện rất là thương tâm cả nhà. Vì cuộc sống mưu sinh, người đàn ông tầm 38 tuổi, anh đi bắt cá trên sông Hậu. Thì không may anh gặp tai nạn, mà bây giờ là anh đang mất tích trên sông. Không biết là anh gặp tai nạn lúc nào. Bây giờ người nhà, người thân đang cuống cuồng đi tìm kiếm anh. Tại vì anh đi từ hôm qua tới giờ mà chưa về tới nhà.